Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel Given. Đã được một khoảng thời gian mà mình đã làm việc tại Given Channel đúng không? Và có lẽ anh em cũng đều biết là mình là một con người rất là hay chơi những cái tựa game FPS có tốc độ cao. Ví dụ như Apex Legends, CSGO hay là Call of Duty hay là Battlefield 5 chẳng hạn. Và mình thường xuyên phải sử dụng những con chuột mà có cái tốc độ phản hồi nó tốt á. Và mình là một người rất là khó tính trong việc chọn chuột. Có lẽ là đơn giản mình là một người cầu toàn thôi, hoặc là đơn giản là mình là một người chơi game mà cần những con chuột thật sự phải tốt. Vì nên là mình rất là yêu cầu cao về chuột. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bài review về con ROG Chakram nằm kế bên mình đây. Đây là một con chuột tưởng là không ngon nhưng mà ngon cũng tạm. Vậy thì nó có cái gì hay? Xin mời anh em hãy cùng đi sau video để tìm hiểu nha. Rồi, trước tiên chúng ta cần phải nói về ngoại hình của con chuột này cái nha. Cái ấn tượng đầu tiên của mình về ngoại hình của con này không thực sự là tốt. Tại vì đây là một cái mẫu chuột được làm với bề mặt ngoài đó là nhựa xuyên LED. Vậy nên nó rất là trong, không phải là rất là trong mà là nó sẽ trong suốt mà nó thể hiện được LED của con chuột á. Và khi mà mình cầm con chuột như này, mình là một người có khá mồ hôi tay. Và khi mình cầm lên nó bám mồ hôi dưới bàn tay rất là nhiều. Đó là cái mà mình rất là không ưng. Và trong quá trình sử dụng á, mình thường xuyên phải lặp đi lặp lại một cái hành động, đó chính là lau chùi. Nó khiến cho mình cảm thấy rất là phiền, mình không thích tí nào. Thêm một cái nữa đó là bởi vì đây là một con chuột được thiết kế theo cái dạng là có rất là nhiều cái chỗ để cho anh em có thể tháo lắp và custom tùy chỉnh á. Vô đây nè, tháo chỗ này ra thì anh em sẽ có thể có một cái chỗ để mà anh em đút cái receiver vào đây. Receiver thì mình để trên kia mất rồi. Ở đây anh em có thể tháo cái logo của... tháo cái logo của Asus đó để anh em có thể thay vào một cái khác để chúng ta khỏi phải thấy cái RGB của Asus đó. Và thêm nữa là anh cũng có thể tháo luôn cả cái phần này, cái phần ở chỗ cái con y đợi mình tí đây, anh em có thể tháo chỗ này ra để thay switch chuột luôn đó. Và bởi vì cái cơ chế có thể tháo ra rất là dễ dàng như thế này cho nên là mình khi mà mình cầm vào cái con chuột này lần đầu tiên mình thấy nó khá là ọp ẹp. Chắc là nó cũng không ọp ẹp lắm đâu, tại vì anh em trong văn phòng mình cầm á thì ai cũng thấy là cái con này nó khá là chắc chắn á. Có lẽ là do mình xài những con chuột kiểu của một hãng C cọc xe chẳng hạn, người ta làm cái build nó không có được tháo lắp được á, cho nên là mình thấy nó khá là chắc chắn. Và mình cũng nghĩ là đây là một cái bản demo thôi, và trong cái khoảng thời gian sắp tới nếu như mà những cái bản bán ngoài thị trường của con này nè, mình nghĩ nó sẽ hoàn thiện tốt hơn. Nói chung là đó là tất cả những gì mình có thể chê về cái ngoại hình của con này. Thêm một cái nữa mà mình có thể khen con chuột này là cái form cầm của nó khá là thoải mái. Như anh em thấy ở đây nè, cái lưng của nó khá gù và cũng như là cái form nó khá là dài. Đối với một người mà có bàn tay dài như mình á, mình cầm con chuột này, mình cầm một flick, mình di và mình bắn FPS, mình làm tất cả những công việc hàng ngày của mình á, thoải mái. Đơn giản là nó phù hợp với cái form tay cầm của mình. Và anh em nghe tới đây anh em nghĩ là ồ, bự vậy, nó nặng vậy, nó đầm vậy, nó nạt vậy thì ủa, là gì là chỉ dành cho những người tay to thôi hả? Không, những anh em trên văn phòng mình á, mọi người cầm với những cái cỡ tay trung bình hoặc là nhỏ, người ta cầm vẫn cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên á, là những người mà có cái form tay nhỏ, cái cổ tay người ta cho tới cái đây, cái khoảng đầu ngón giữa này nó ngắn này, thì khi các bạn cầm á, thì các bạn sẽ không thể nào sử dụng cái cổ tay để mà flick chuột được. Vậy nên là sẽ phải rướng tay như thế này để sử dụng. Nói chung là đối với những người tay nhỏ thực sự hoặc là những bạn nữ á, sử dụng nó mới cảm thấy nó có một chút bất tiện. Còn đối với những người mà cỡ tay tầm trung hoặc là to như mình, xài rất là ok. Thêm vào đó nữa là bên trong cái hộp này nè, thì sẽ có thêm một vài cái món phụ kiện khá là vui và khá là hay cho anh em á. Đây nè, mình sẽ gỡ ra cho anh em coi ha. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có một cái túi làm bằng nỉ hay là bằng chất liệu gì á, nó rất là êm để cho anh em có thể bỏ con chuột vào. Thêm một cái này chúng ta sẽ có một cái hộp. Trong cái hộp này nó sẽ đựng những cái phụ kiện như là, đầu tiên anh em sẽ có một cái nhíp để anh em có thể gỡ những cái switch ở trên con chuột này ra, và chúng ta thay bằng hai cái switch mới này. Hai cái switch này, hai switch blue. Là cái switch mình gắn trong đây là hai cái switch brown. Thì hai cái switch trong đây nó khá là nặng, nó đầm và nó ít có cái tiếng kêu hơn, clicky hơn cái con switch blue này. Nhưng mà con switch blue này nó nhẹ hơn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái miếng để anh em có thể cover lại cái phần mà joystick của chuột á, nếu như mà anh em không cần để sử dụng. Đấy, anh em lắp vào đây, che cái phần joystick đi. Tức là rút cái phần joystick này ra nè. Đây, mình rút ra, lắp vô. Nói chung là đây là một trong những cái mà Asus họ rất là quan tâm và chú ý tới cái trải nghiệm người dùng á. Họ trang bị cho các bạn nhiều cỡ của cái nút joystick nè, và cũng như là trang bị cho các bạn thêm một cái miếng cover ở đây để giúp cho bạn nào mà không cần thiết hay là không có thích cái nút joystick á, bạn có thể lắp vô đây. Căn bản là cái tính custom của con chuột này khá là cao, và đây là một những cái điểm mà mình đánh giá rất là cao. Và duy nhất chỉ có con này là có cái tính năng là hot swap, tức là cái switch của nó khi mà bạn tháo ra mà bạn không cần phải tắt chuột luôn á, nó chuyển đổi luôn.
bạn không có cần phải tắt chuột để cho nó nhận lại. Nói chung là rất là ok. Ok, nhìn qua cạnh bên á thì anh em có thể thấy cái phần nhựa cạnh bên cũng được gia công bằng cái cách là xiên xéo như thế này này, đưa một số cái họa tiết mà xiên xiên như thế này lõm lõm vào á, để giúp cho anh em trong quá trình mình cầm chuột á nó bám tay hơn. Mình không biết đây là có phải là cao su cứng hay không, nhưng mà mình khi mà mình lấy móng tay mình gõ vào thì mình thấy có vẻ như đây là nhựa cứng và họ gia công theo một cái kiểu là nhựa nhám á, và cái cảm giác của nó khi mà bóp vào khá là giống cao su. Mình không biết, chắc là do tay mình nó mềm nên vậy. Thêm nữa là bên đây chúng ta sẽ có thêm hai cái nút nè, để cho anh em có thể gán và tùy chỉnh cái chức năng của nó trong game, hay là khi mà anh em ở ngoài màn hình chính desktop với lúc web back hay là forward. Rồi chỗ này chắc chắn rồi, có một cái nút joystick. Đằng trước đây thì anh em sẽ có một cái dãy led nè, đó, và thêm nữa đó là cổng kết nối USB-C. Còn về cái mặt dưới thì anh em sẽ có bên đây là cái nút pair, đúng không ta? Đúng rồi, nút pair. Khi mà anh em để chế độ Bluetooth á, anh em bấm vô đây thì nó sẽ để cái chế độ pair mode để giúp cho anh em kết nối được với cái thiết bị Bluetooth. Còn bên đây là nút chỉnh DPI, và cũng như là nút ở giữa là nút bật tắt và cũng như là chuyển qua các chế độ khác nhau như là Bluetooth hoặc là chế độ connect qua receiver. Ok, bây giờ thì chúng ta đi qua cái phần tính năng của con chuột này nha. Thì khi mà mình mở hộp ra và cũng như là khi mà mình nhận được con này thì Asus họ có nhấn mạnh cho mình á là cái đặc biệt nhất trên cái con chuột LG Chakram này đó chính là cái phần joystick nằm ở đây nè. Nói chung là khi mà mình đọc những cái gì mà Asus họ quảng cáo và cũng như là mình thấy con chuột này lần đầu tiên là một con chuột có joystick ở trên cái phần mặt cạnh hông á thì mình thấy rất là hào hứng. Nhưng mà khi mà mình unbox, mình mở hộp ra, mình sử dụng một khoảng thời gian mình thấy hết hào hứng luôn. Tại vì sao? Mặc dù mình là một con người có một cái form bàn tay rất là dài, nhưng mà khi mà mình sử dụng nha, mình vẫn không thể nào lấy cái ngón tay của mình chạm được vô cái chỗ này mà mình sử dụng nó thoải mái. Cách mà mình cầm chuột từ xưa tới giờ, Cloud Rift vậy nè, đó, thì mình sẽ để cái bàn tay nó hơi xa về cái phần đuôi chuột một chút, nên là không thể nào mà cái ngón tay của mình này nó với đủ dài để tới cái phần chỗ con joystick này để mà mình sử dụng cho nó thoải mái hết á. Và cái điều tương tự như vậy nó cũng xảy ra với những bạn mà có phong tay ngắn hơn mình. Ví dụ phong tay trung bình hay phong tay ngắn, hay là các bạn sẽ không thể nào sử dụng được cái joystick này một cách thoải mái mà các bạn phải rướn tay lên. Tuy nhiên á là Asus họ có công bố là cái con joystick này nè, nó sẽ rất là hữu dụng những cái trường hợp là anh em lái máy bay như là Airplane Simulator, Flight Simulator của Microsoft á, hoặc là anh em chơi đua xe á, thì sẽ có thể ứng dụng cái con này vào và anh em có thể gán một số cái phím khác vô đây để anh em có thể làm việc. Ok, thì chuột đắt tiền hay là còn gọi là những con chuột cao cấp ở cái tầm này nè thì không thể thiếu một thứ rất là quan trọng, đó chính là phần mềm tùy chỉnh hay là phần mềm điều khiển. Thì cái con chuột này nó có một cái phần mềm đi theo, không phải là đi theo mà anh em sẽ phải tải ở trên trang chủ của Asus á, thì mình sẽ để cái phần đường link ở phía dưới để cho anh em tham khảo. Thì cái phần mềm nó tên là LG Armory 2, và nếu như anh em, chỉ là nếu như thôi, anh em có thể cài đặt thành công cái phần mềm đó vào trong máy á. Tại sao mà nói thành công? Tại sao mình nói là nếu có thể là thành công? Mình đã cố gắng, mình cài đặt cái phần mềm đó rất là nhiều lần. Dường như là phần mềm nó không có tính tương thích cao lắm, nó thường xuyên bị crash và bị lỗi á, và nó không thể nhận được chuột của mình. Vậy nên là mình phải cài đặt đi và cài đặt lại rất là nhiều. Có lẽ là cái này cũng là do một phần lỗi ở win máy mình á, hoặc là cũng có thể là do Asus họ tối ưu phần mềm chưa được tốt. Đấy, thì mình mong là trong thời gian tương lai Asus họ làm cái phần mềm nó tốt hơn một tí, để cho anh em chúng ta có thể trải nghiệm được cái phần mềm nó tốt hơn. Thì bỏ qua cái đó đi, rồi chúng ta sẽ nói đến những cái tính năng trong phần mềm đó. Thì cũng vẫn là những cái tính năng rất là cơ bản của những con chuột RGB. Chúng ta sẽ có cái chức năng xuyên led nè, đổi màu led nè, tùy chỉnh DPI, rồi các profile cũng như macro, hay là gán những cái phím khác nhau, vân vân mây mây. Thì đó là những cái tính năng vô cùng cơ bản. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng nữa, đó chính là calibration. Không biết mình đọc đúng hay không, nhưng mà cái tính năng đó sẽ giúp cho anh em có thể là tùy chỉnh cái lift off distance của con chuột này cao hay thấp. Cái nãy giờ thì mình chê con chuột này khá nhiều đúng không? Thì mình chê thì do cái mức giá của con chuột này nó khá là cao á, hơn 3 triệu đồng. Thì trong cái tầm giá mà hơn 3 triệu đồng này, thì những cái hãng khác á, họ làm chuột á, nó sẽ rất là cân bằng. Hay là thậm chí tối thiểu á, họ sẽ làm một cái mặt nào đó, một cái tính năng nào đó phải thực sự nổi bật. Ví dụ như chất build nó phải cầm phải thực sự chắc này, rồi không có bám vân tay, mồ hôi, nó không có nhiều sạn như con này. Nhưng mà con này thì mỗi cái nó tốt mỗi chút á, nên là mình vẫn chưa thích lắm và mình đánh giá nó vẫn chưa cao. Đó, và bây giờ mình sẽ sang một cái nhân vật khác mà mình cảm thấy vừa yêu vừa ghét. Đó là cái con bát chuột Banteus này nằm trên bàn mình đây. Đây là cái bát chuột mà Asus gửi chung cho mình, chung với lại con chuột này. Đó, thì ấn tượng đầu tiên đối với mình về cái con bát chuột này đó là đây là một cái bát cứng. Và xưa giờ mình sử dụng bát cứng mình rất là ghét, bởi vì nó sẽ mòn cái feed chuột của anh em rất là nhanh. Đó, nhưng mà trên cái bát này khi mà mình sử dụng chung với lại con Chakram này á, thì mình thấy nó khá là trơn. Và đối với mình thì mình thích cái kiểu trơn trơn như này, mình không có rít. Đó, và khi mà mình chơi những tựa game mà nhanh á, cần phải flick tay á, thì mình thấy cái này nó cũng vừa đủ để cho mình có thể điều khiển được con chuột. Đó, nó không có quá là bị hỗn. Đó, nhưng mà nó vẫn có cái độ control rất là tốt.
Thêm nữa về cái patch chuột này, anh em sẽ có thêm đèn RGB đó, ở logo này, ở cạnh bên này. Và RGB nó khá là mượt, và nó hỗ trợ thêm cho anh em một cái chuẩn sạc chi. Và cái phần ở trên cái kén này nè, đó anh em sẽ thấy là nó sẽ có hai cái cổng. Đó là cổng USB, USB full size, USB A, và một cái cổng micro USB. Cổng USB A sẽ đảm nhiệm cái phần là thu tín hiệu từ cái cổng ngoại vi mà anh em cắm vào đây á. Tức là cái ứng dụng này nó sẽ rất là hữu dụng cho anh em nào mà cắm cái receiver vô đây, để nó làm giảm cái khoảng cách giữa con chuột với cục receiver. Rồi bên chỗ micro USB này nó sẽ đảm nhiệm cái phần là cấp nguồn cho cái kén này, để anh em có thể sử dụng đi chuẩn sạc chi nằm ở đây. Thì theo như mình thấy nha, tất cả cái main nó hiện giờ thì mình thấy nó chỉ dừng được ở cái nguồn điện khá là thấp á. Nên là khi chúng ta cắm vào main á và đi vô trong cái kén này nè, đó thì nguồn điện nó sẽ khá là thấp. Và khi mà mình sử dụng cái iPhone 8 Plus của bạn Tài Phèn á, mình để lên đây nè, mình sạc thì khoảng nửa tiếng nhưng mà được có mười mấy phần trăm mà mình thấy nó khá là khó chịu á. Vậy nên là khi mà sử dụng cái chuẩn sạc chi này, anh em nên sử dụng thêm một cái cục sạc đi kèm để tăng cái tốc độ sạc cho chuẩn sạc chi này. Thì để chê về cái pad này thì cũng chả có gì để chê cả. Thì quá trình sử dụng của mình trên cái con pad chuột này mình cảm thấy khá là thoải mái, và thêm nữa là cái size của nó khá lớn và cũng vừa đủ để nó không choáng cái diện tích trên bàn làm việc của mình, và cũng như là đủ cái diện tích để cho mình sử dụng chuột, vừa đủ cảm thấy thoải mái. Thêm nữa là tích hợp khá là nhiều cái công nghệ như là chuẩn chi này, rồi RGB các kiểu. Tuy nhiên là cái USB A nó nằm ở đây chứ là dừng lại ở USB A 2.0 thôi, nên là anh em chỉ sử dụng những cái thiết bị ngoại vi mà có tốc độ không quá cao á. Đây là một trong những cái điểm trừ duy nhất của cái pad chuột này. Nói chung là đây là một cái combo nó cũng khá là đáng lựa chọn cho anh em nào mà sử dụng các cái dòng sản phẩm ROG của Asus á, mà cần một cái con chuột đồng bộ với lại một cái pad chuột thương hiệu ROG. Anh em sử dụng màn hình nè, sử dụng main, sử dụng máy, đồng bộ tất cả mọi thứ ROG mà anh em đang thiếu chuột pad, mua sản phẩm này. Ok. Chung quy là cái video này là video thiên về đánh giá trải nghiệm của mình trong quá trình mình sử dụng con chuột này, và cũng như là đánh giá cái tính năng của nó cần thiết hay không. Và để chốt lại thì các bạn có nên mua con chuột này hay không? Mình cho là nên. Nếu như cái phiên bản này là cái phiên bản các bạn đang cần, một con chuột ROG giống như mình nói hồi nãy á. Và nếu như các bạn có một cái form tay to, các bạn có thể sử dụng con chuột này. Tại vì đây là một con chuột có cái form khá là bự đó. Và nếu như bạn nào thích trải nghiệm những cái cảm giác mới lạ như là ve vãn những cái cục thuốc lắc này, à không phải, cái con lắc này, thì các bạn mua con chuột này về để chúng ta sử dụng và trải nghiệm cái công nghệ mới, hay coi nó có gì hay ho, hay là các bạn có thể tìm được những cái cách sử dụng nó tốt hơn là mình. Đó, còn không biết là anh em có chọn chuột này không, để lại comment cho mình biết nha. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ cho kênh tụi mình tiếp tục phát triển. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số tiếp theo. Peace.